Xin chào tất cả các em. Chúng ta cùng tiếp tục với Lesson 4 Speaking, kỹ năng nói. Ở phần này chúng ta sẽ tập trung vào kỹ năng nói liên quan đến career choices, tức là những sự lựa chọn trong công việc. Let's go. Number 1, work in pairs. Decide which jobs are traditionally done by men or women. Use the expressions given to help you. Làm việc theo cặp. Hãy xem là công việc nào mà được làm bởi nam giới hoặc nữ giới theo cách nhìn truyền thống. Traditionally chúng ta sẽ dịch là theo cách nhìn truyền thống. Hãy sử dụng những cái cụm từ bên dưới để giúp bạn. Được chưa? Bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta hãy nhìn bảng này xem là công việc này được thực hiện bởi nam giới hay nữ giới nhé. Jobs là công việc, men là nam giới và women là nữ giới. Number 1, surgeons, bác sĩ phẫu thuật thì thường là nam giới. Number 2, shop assistants, nhân viên cửa hàng, women. Number 3, nurses, y tá là nữ giới. Number 4, airline pilots, phi công, men. Number 5, firefighters, lính cứu hỏa, men. Number 6, kindergarten teachers, giáo viên mầm non, women. Number 7, engineers, kỹ sư, men. And number 8, secretaries, là thư ký, women. Vậy chúng ta sẽ xem cái cụm, những cái useful expressions, những cái cụm có ích ở đây là gì. Và chúng ta sẽ kết hợp thành các cái đoạn nói chuyện giữa các bạn nhé. I think, I believe that. Tôi tin rằng ở sau này mình sẽ cộng một mệnh đề. There are many more male surgeons than female surgeons. Có nhiều nam giới là bác sĩ phẫu thuật nam hơn là bác sĩ phẫu thuật nữ. Men women traditionally work as firefighters. Nam giới nữ giới làm việc như là những cái người lính cứu hỏa theo cách nhìn truyền thống. Nursing jobs are done by men and women. Những công việc về y tá thì thường được làm bởi nam giới hay là nữ giới. The nurse job is traditionally done by men or women. Công việc của người y tá thì được làm bởi nam giới hay là nữ giới theo cách nhìn truyền thống. Bây giờ chúng ta cùng đến với cái phần mà đưa ra các ý kiến của mình các nhé. Chúng ta có thể áp dụng cái cụ một cách rất là linh hoạt. Ví dụ, I believe that surgeons are traditionally considered males. Tôi tin rằng những bác sĩ phẫu thuật thì thường là những người nam giới theo cách nhìn truyền thống. There are many more female shop assistants than male shop assistants. Có nhiều người bán hàng là nữ giới hơn là những người bán hàng là nam giới. Men traditionally work as airline pilots. Theo cách nhìn truyền thống thì nam giới làm việc nhiều như là những cái người phi công hàng không. Nursing jobs are traditionally done by women. Những công việc y tá thì thường được làm bởi phụ nữ theo cách nhìn truyền thống. The firefighter job is traditionally done by men. Công việc của người lính cứu hỏa thì được làm bởi nam giới theo cách nhìn truyền thống. I think that surgeons are traditionally considered female. Tôi nghĩ là những cái bác sĩ phẫu thuật thì thường được coi là thì thường được cho là nữ giới theo cách nhìn truyền thống. Men traditionally work as engineers. Theo cách nhìn truyền thống thì nam giới làm việc như là các cái người kỹ sư. There are many more female secretaries than male secretaries. Có nhiều thư ký là nữ giới hơn là thư ký là nam giới. Kindergarten teaching jobs are traditionally done by women. Cái công việc dạy học ở trường mầm non thì thường được làm bởi phụ nữ theo cách nhìn truyền thống. Rồi, bây giờ chúng ta đến với phần 2. Work in pairs, làm việc theo cặp. Discuss why the jobs mentioned in 1 are traditionally done by men or women. Use the ideas below to help you. Làm việc theo cặp, hãy thảo luận là tại sao những cái công việc được đề cập ở mục 1 thì được làm bởi nam giới hay nữ giới theo cách nhìn truyền thống. Hãy sử dụng những ý kiến bên dưới để hỗ trợ cho bạn.
Vậy thì chúng ta ở trên chúng ta đã đưa ra những cái ý tưởng là ví dụ công việc này thì theo cách nhìn truyền thống là do nam giới hay là nữ giới làm. Ở bài này thì người ta sẽ gợi ý cho mình những cái ý tưởng tại sao công việc đó thì thường khi người ta nhắc đến thì lại thuộc phái nam hay phái nữ nhé. Suggested ideas, những cái ý kiến gợi ý. Good physical strength, sức khỏe thể lực tốt này. Good communication skills, kỹ năng giao tiếp tốt. Ability to work well under pressure, khả năng làm việc tốt dưới áp lực. Being kind, gentle and caring, tốt bụng này, hiền, rất là nhẹ nhàng này và tận tâm. Tiếp theo bên này, ability to work long hours, khả năng làm việc nhiều giờ. Good persuasion skills, kỹ năng thuyết phục tốt. Flexible working schedule, cái lịch trình làm việc linh hoạt, thời gian làm việc linh hoạt. More time to take care of their families, có nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình. Ví dụ như sau: The surgeon's job is traditionally done by men because women often can work long hours and they need to take care of their families. Cái công việc của bác sĩ phẫu thuật ấy thì theo cách nhìn truyền thống là thường làm bởi nam giới, bởi vì những người phụ nữ thì thường không thể làm việc nhiều giờ bởi vì họ cần phải chăm sóc cho gia đình của mình. Vậy đây chúng ta sẽ đưa ra một vài các cái ý kiến nhé. Ví dụ này, chef assisting jobs are traditionally done by women because women are considered to have better persuasion skills and this job offer flexible working schedule so they can have time for families. Cái công việc nhân viên bán hàng thì được làm bởi phụ nữ theo cách nhìn truyền thống, bởi vì phụ nữ được cho là có cái khả năng thuyết phục tốt hơn và công việc này cũng cho phép làm việc linh hoạt, do vậy họ có thể có thời gian cho gia đình. Tiếp theo, nursing jobs or kindergarten teaching jobs are done by women more because women are often kinder, gentle and more caring. Những cái công việc y tá này, việc dạy trẻ mầm non thì thường được làm bởi phụ nữ nhiều hơn bởi vì phụ nữ thì thường tốt bụng hơn này, họ nhẹ nhàng tinh tế hơn cũng như là tận tụy hơn. Tiếp theo, men traditionally work as airline pilots as they have good physical strength and ability to work long hours. Theo cách nhìn truyền thống ấy, thì nam giới thường làm việc như là các phi công hàng không bởi vì họ có sức khỏe thể lực tốt cũng như là khả năng để làm việc nhiều giờ. Tiếp theo, một cái nghề nghiệp khác. The firefighter or engineer job is traditionally done by men since they are taught to be able to work under pressure. Cái công việc của người lính cứu hỏa hay là người kỹ sư thì theo cách nhìn truyền thống thường được làm bởi nam giới bởi vì họ được cho rằng là có thể làm việc tốt dưới áp lực. There are many more female secretaries than male ones. For women, I believe to have better communication skills than men. Có nhiều thư ký là nữ giới hơn là nam giới bởi vì phụ nữ được cho là có kỹ năng giao tiếp tốt hơn nam giới. Rồi, vậy thì em có thể đưa ra thêm các ý kiến của mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng chuyển đến phần 3. Working groups of 3. Talk about your career choices. Làm việc theo nhóm 3 người, hãy nói về những cái sự lựa chọn nghề nghiệp của em. Ví dụ này, I think I'll work as a shop assistant because people often say that I have a good persuasion skills. Tớ nghĩ là tớ sẽ làm việc như là các nhân viên bán hàng bởi vì mọi người nói rằng tớ có kỹ năng thuyết phục tốt. Bạn B thì nói, good for you. I'd like to be a nurse because I enjoy helping people. Tuyệt đấy, tớ thích làm một y tá bởi vì tớ thích giúp đỡ mọi người. Sounds great. I'd like to be a surgeon. I believe I can work well under pressure and don't mind working long hours. Nghe cũng tuyệt. Tớ thích làm một người bác sĩ phẫu thuật. Tớ tin là tớ có thể làm việc ổn dưới áp lực cũng như là tớ không ngại làm việc nhiều giờ. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy nghĩ xem là chúng ta muốn trở thành nghề nghiệp gì. Bởi vì lý do tại sao nhá. Ở đây chúng ta có thể tham khảo cái đoạn nói chuyện như sau. I think I'd like to be an airline pilot because I can work well under pressure. Tớ nghĩ là tớ muốn trở thành một phi công máy bay, phi công hàng không đấy, bởi vì tớ có thể làm việc tốt dưới áp lực.
That's great. I think I'll work as a secretary because I have good communication skills. Từ đấy, tớ nghĩ là tớ sẽ làm việc như là thư ký bởi vì tớ có kỹ năng giao tiếp tốt. Sounds good. I'd like to be a kindergarten teacher because I'm kind and caring. Nghe ổn đấy, tớ muốn trở thành một giáo viên mầm non bởi vì tớ tốt bụng và rất là tận tụy, được chưa? Rồi. Bài hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong phần tiếp theo, number 5, listening.